Một vấn đề khác cũng đang được người dân hết sức quan tâm, đó là tình trạng khan hiếm vaccine cho trẻ. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thuộc Sở Y tế cho biết, do số lượng người đăng ký các loại vaccine dịch vụ, nhất là mũi 6 trong 1 quá lớn, đã khiến đơn vị không thể đáp ứng được. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong ngày hôm nay, ngày 8 tháng 5. Từ 4 giờ sáng, đoàn người này đã liên tục nối dài nhiều cây số từ cổng Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh số 109 Phan Đình Phùng, thành phố Huế đến tầng chân cầu Kho Rèn để chờ đăng ký tiêm vaccine dịch vụ cho con. Trước đó, trung tâm thông báo nhập 1.100 liều vaccine, trong đó 1.000 liều vaccine 6 trong 1 và 100 liều vaccine 5 trong 1. Tuy nhiên, đến khoảng 7:30, cán bộ tại trung tâm đã thông báo tạm ngưng cấp phiếu đăng ký và đóng kín cổng, trong khi còn hàng trăm phụ huynh vẫn còn chờ đợi ở bên ngoài, gây nên sự bức xúc cho người dân. Sáng giờ là em đi đăng ký chích cho con là từ 6 giờ sáng. Mà thầu 7:15 là thông báo là hết phiếu chích, chứ đừng có nói hết thuốc. Hết phiếu chích mà vì sao mà bộ y tế làm thường thường là mấy giờ mà em 6 giờ sáng em đã xếp hàng rồi. Mà em tới gờ thầu đây rồi, gần thầu cổng mà kêu là hết phiếu chích. Nếu mà 1.000 phiếu 6 trong 1 là sẽ làm gì mà cũng 15 phút, nếu mà thường thường làm 7 giờ là làm gì mà 15 phút mà đăng ký hết được là 1.000 phiếu. Em đứng từ 5:30 là đứng xếp hàng là từ đầu mũi cầu, là cho em đứng là khoảng tầm phiên từ 600. Mà nhưng tới ngang chưa tới cổng nó là hết 1.001 người rồi, mà em biết 500 người chỗ mà ra. Ra nữa chứ cho dân biết hết đấy, chứ dân đời cũng biết con thuộc hết nữa. Xếp hàng mà từ đâu nữa tới đây mà chưa nói hết thuộc. Nếu mà hết thuốc thì trống nữa là ra đây treo cái bảng này, nói là hết thuốc cho bà con họ về, đừng dưới đi mà đông đi mà làm việc chứ là đi, quá cái trống khó khăn quá hết. Trước nguy cơ có thể xảy ra tình trạng lộn xộn, mất an ninh, an toàn trên địa bàn, lực lượng chức năng đã phải vào cuộc mới có thể vãn hồi trật tự tại khu vực. Theo thông tin từ Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Thừa Thiên Huế, sở dĩ để xảy ra tình trạng trên là do những năm trước, người đăng ký dịch vụ tiêm vaccine 6 trong 1 không nhiều, chỉ chiếm khoảng 5%. Tuy nhiên, từ đầu năm 2019 đến nay, trước một số thông tin về tiêm chủng, phụ huynh đã chuyển sang đăng ký tiêm dịch vụ nhiều hơn, dẫn đến cảnh cung không đủ cầu. Đơn vị này cho biết, dự kiến tháng 6 sẽ nhập thêm 1.300 liều nữa để đáp ứng nhu cầu của người dân.